Hey, thử thách 6 ngày 6 đêm chơi game, làm toàn video câu đố về game, khán giả yêu cầu làm cái khác, không làm, sếp cấm làm, vẫn cứ làm, get go. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi siêu dễ, nhưng fan mềm thì không trả lời được đâu. Theo bạn, Poppy Playtime Chapter 2 ra mắt chính thức vào ngày nào vừa qua? Chắn là ngày 6 tháng 5 vừa qua rồi. Câu này quá EZ Game vì hóng mòn cả dép từ tháng 4 đến giờ rồi đúng không các bạn? Nên mình không thể ngăn nổi cái sự sung sướng này, phải lên luôn vào ngày cho nó hot. Rồi, ngày phát hành đã có, bắt đầu vào game nha. Bạn phải thực sự chuẩn bị tinh thần dũng cảm và cái đầu suy đoán tỉnh táo đấy. Nơi chúng ta đứng khi bắt đầu vào game phần 2 là căn phòng nào? Căn phòng hoa giải thoát Poppy hay căn phòng băng chuyền? Khung cảnh thật là quen thuộc, bạn nhận ra đó là nơi nào chưa? Chính là căn phòng mà trong phần 1 chúng ta đã giải thoát Poppy đấy. Chưa có gì đáng sợ đâu, nhưng cảm giác lạnh sống lưng đang bủa vây bạn. Trí tò mò đang trỗi dậy phải không? Tiếp tục hành trình nha. Câu hỏi số 3, khi từ căn phòng đó đi ra, chúng ta sẽ gặp hình ảnh của nhân vật nào trên tường đầu tiên? Kissimissi và Poppy hay Huggy và Bron? Chẳng có gì hả? Nhầm to rồi nha. Những ai thực sự chăm chú quan sát và để ý chi tiết thì sẽ bắt gặp hình vẽ rất rõ ràng của nhân vật Huggy và Bron trên tường ở lối ra. Mình còn nhớ rõ ràng hình ảnh của Huggy bên tay trái màn hình và Bron ở tường bên phải màn hình của chúng ta cơ. Tiếp đến là những hé lộ hoành tráng về các điểm nổi bật của Poppy Playtime Chapter 2, những sự thật hiện hữu nhưng rất hiếm người để ý, làm bạn bất ngờ đấy. Địa điểm nổi bật mà người chơi phải đi qua trong Chapter 2 này là trạm xe lửa hay căn phòng bông hoa? Đó là trạm xe lửa. Tên trong game là Game Station. Ga tàu này không chỉ là một trạm dừng tàu bình thường, nó còn có các trò chơi, sân chơi và nhiều hơn thế nữa. Đặc biệt, có một điều tuyệt vời, đoàn tàu có thể đưa bạn ra khỏi nhà máy đấy. Còn đưa thế nào thì cần phải khám phá thì mới biết được. Câu hỏi tiếp theo, khi vào khu Game Station, bạn sẽ thấy một cánh cửa có bàn tay màu đỏ. Nhưng khi mở thì có cái dây quái gì chắn đường đây? Bàn tay mommy long leg hay chỉ là đường ống bình thường? Ui, cẩn thận kẻo giật mình nếu có chơi đến đoạn này nhé. Cái sợi dài màu hồng đó chính là bàn tay của má mì chân dài màu hường, mommy long leg. Mụ ta xuất hiện từ trên đầu người chơi một cách bất thình lình, cứ tưởng là chui từ dưới đất hay là cánh cửa nào ra cơ. Thế mà cũng được đấy, lại còn cắp theo búp bê Poppy nữa kìa. Thôi, bây giờ vấn đề này vẫn chưa đáng quan tâm lắm, phải đi tới nơi có bàn tay màu xanh lá để tăng sức mạnh cái đã. Nhưng đố các bạn, chúng ta phải làm gì để có được bàn tay xanh lá ấy? Đúng đời là bể khổ, qua hết bể khổ thì vẫn phải tự làm mới có ăn mà. Chúng ta phải biết cách điều khiển máy để tự sơn thì mới được bàn tay màu xanh lá nha. Bạn đi vào Game Station, đi luồn vào đường hầm, thấy Molding Room, kiểu phòng chế tạo ấy. Bấm nút chế tạo bàn tay rồi lên tầng lấy thùng sơn cho vào máy, xuống bấm nút sơn, thế là xong. 5 bàn tay xanh lá xuất hiện, nhưng bạn chỉ lấy được có một cái thôi đấy. Mà một cái đủ rồi, đi thôi. Tới nơi rồi đây, theo bạn, nhân vật mới này có tên là gì? Beer Bunny hay Bunzo Bunny? Nếu như bạn có tìm hiểu về những hé lộ mới nhất của Poppy Playtime Chapter 2 thì cũng có thể đoán sương sương nhân vật vàng vàng đó là Bunzo Bunny. Nhìn cute hụt me ghê ha, nhưng nhầm rồi. Sự thật thì nó treo lơ lửng trên trần để rình ăn thịt bạn đấy. Nghĩa là khi bạn đứng ở đó tham gia trò chơi ghi nhớ màu sắc âm nhạc, bạn ấn đúng màu nó sẽ đi lên xa bạn, sai màu nó sẽ tụt xuống đột ngột và thế là vĩnh biệt cụ. Ê, đừng sợ nha. Đâu có đó, thịt chó khác có mắm tôm. Những game thủ chân chính vừa thông minh lại còn nhanh trí có cách cứu bạn đây. Khi Mommy Long Leg và Bunzo Bunny muốn chơi khăm bạn, những cái nút này sẽ hiện ra. Ấn một nút, bạn sẽ sống. Đó là nút nào? Cái này phải cần trải nghiệm game thực sự hoặc có tìm hiểu nhiều thì mới biết. Đó là bạn chỉ cần ấn vào nút hình tam giác có chấm than kia là được.
Bạn có thể chia sẻ điều này cho bạn bè hoặc giữ làm của riêng cũng được. Nhưng game nào thì game, người thông minh không bao giờ chơi kiểu cắm đầu cắm cổ quá 180 phút rồi hậu quả học hành sa sút đâu nha. Câu hỏi tiếp theo cần khả năng tư duy suy luận rất là logic đấy nhé. Khi so sánh hai game Finite FSD và game Poppy Playtime thì bạn cho rằng game nào được yêu thích hơn? Bạn là fan của game nào? Hãy bình luận công tâm nhất xuống bên dưới để xem phe nào đông hơn nha. Tuy thế cũng chỉ để chúng ta vui vẻ nhận xét, chứ không phải gây hiểu lầm gì đâu. Thực tế thì Poppy Playtime được yêu thích hơn. Lý do nổi bật nhất phải kể đến là thiết kế hình tượng của Huggy và các nhân vật quái vật thật sự ấn tượng. Lối chơi nhập vai mang lại cảm giác cực kỳ robot khi phải trải qua những thử thách trong nhà máy quái vật. Người chơi phải tự thân vận động, đủ thông minh, nhanh nhẹn mới có thể sinh tồn ở đây. Còn ngay bây giờ, bạn nhìn vào hình này thì bạn có biết đây là anh Chris Phan không? Vua tấu hài game, nhưng nó lạ lắm. Bạn đoán ra đây là ảnh trong video nào không? Ôi sời, có gì khó đâu. Chỉ cần lướt qua tab thịnh hành game là bạn thấy liền. Đây là video có tựa đề Đừng chơi game Poppy Playtime Chapter 2 lúc 3 giờ sáng trên kênh YouTube Chris Devin Gamer. Trong video game kinh dị mà nhiều fan comment thánh game Chris Fan biến thành game hài các bạn ạ. Ai đã xem rồi, xác nhận dù mình nha. Câu hỏi tiếp theo được vô cùng đông đảo bạn yêu cầu và quan tâm. Chơi game Poppy Playtime phần 2 miễn phí hay là phải mua mất tiền? Câu trả lời rõ ràng là game Poppy Playtime Chapter 2 khi tải về không hề miễn phí, nghĩa là người chơi phải mất tiền đó các bạn. Và giá mua trên ứng dụng trò chơi là 120k nha. Mà bọn mình học sinh làm gì có xiền đâu, xem sương sương giải trí thôi nhở. Câu 12, nghe đồn phải chơi Poppy Playtime Chapter 1 rồi thì mới chơi Poppy Playtime Chapter 2 được, có thật không các bạn? Lúc đầu mình cũng như nhiều bạn thắc mắc là không thử qua phần 1 thì biết như nào mà chơi phần 2. Nhưng thực tế thì chúng ta không cần phải trải nghiệm phần 1 để hiểu nó mà vẫn chơi được phần 2 bình thường, vì nhân vật Poppy vẫn là dấu hỏi chấm chứ chưa thực sự được khẳng định là trùm cuối hay không. Cách chơi khá dễ, điều khiển được Grab Pack và chỉ cần biết đi tới đâu, qua đâu để hoàn thành nhiệm vụ là có thể chơi rồi. Nếu cho chơi free thì bạn tự tin vượt qua dễ dàng chứ? Nhớ comment điểm danh nha! Tiếp theo là giả thuyết không tưởng các bạn ơi. Các game thủ cho rằng Mommy Longlegs sẽ không phải là kẻ địch thực sự trong chương 2 này. Bạn dự đoán đó là ai khác không? Vẫn là Huggy Wuggy hay là Bron? Chỉ cần xem trailer, chúng ta ai cũng đoán kẻ thù của người chơi là Mommy Longlegs chứ ai. Nhưng biết đâu, đây là kế đánh lừa, thu hút người chơi của nhà sản xuất thì sao? Mọi sự xuất hiện của các nhân vật đều úp mở, nên có thể là Bron mà cũng có thể là Huggy Wuggy sẽ xuất hiện trở lại dưới bàn tay điều khiển của Mommy Longlegs chăng? Tuy thế, ngoài Bron ra, những cái tên sáng giá trong làng quái vật trong nhà máy Playtime phải kể đến cái tên nào sau đây nữa? Bạn từng nghe đến và thấy ba nhân vật này chưa? Chúng không thành hình rõ rệt như Bron, mà là những con búp bê rách rưới. Cả ba đều xuất hiện trong Poppy Playtime nha. Tuy chưa có nhiều thể hiện gì ấn tượng, nhưng vẫn là một kẻ thù nhỏ mà người chơi cần chú ý đến. Câu hỏi trùng cuối siêu bất ngờ, sững sờ, bạn cần tin tưởng lắm mới giành chiến thắng. Ta-da! Thử thách tính mắt đây. Game thủ giỏi vượt qua trong 3 giây, còn bạn... Thật là ố dề, tưởng dễ, ai ngờ cũng ra gì và này nọ đấy. Xứng đáng trùng cuối à nha, khác mỗi tí tẹo ở người của Kissy thôi kìa các bạn ơi. Chúc các bạn có mùa thi thật tốt, luôn dành thời gian cân bằng giữa học và chơi để đầu óc thoải mái. Cuối cùng, đừng quên like, share video và subscribe để tiếp động lực cho Nhanh Trí làm nhiều video hay hơn nha.